khi con mình không là thần đồng. Đa số mọi người đều mong muốn có những đứa con thần đồng. Tôi không ở trường hợp có những đứa con thần đồng. Bé lớn nhà tôi, Tuấn Anh, hơn 2 tuổi mới biết nói, đã thế lại còn nói ngọng nữa chứ. Bỗng nhiên một ngày cả thế giới bị mất đi điện thì sẽ như thế nào? Bạn có bao giờ bạn tự hỏi là điều gì sẽ xảy ra khi mà trái đất chúng ta tự nhiên bị mất điện hoặc là không còn khả năng sản sinh ra điện năng nữa? Thứ nhất, sẽ chẳng có ai lên đây để trả lời comment vào video này nữa. Thứ hai, sẽ không còn có TV, tủ lạnh, điều hòa hay điện thoại. Cuộc sống của chúng ta sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Thứ tư, giao tiếp qua email, gọi điện, tin nhắn sẽ bị loại bỏ. Có nghĩa là việc giao tiếp trực tiếp với nhau từ xa sẽ trở thành một giấc mơ xa vời. 4. Chúng ta sẽ quay lại sử dụng đèn dầu và nến để thắp sáng. 5. Không có điện, xe điện, xe xăng có thể sẽ trở nên vô dụng hoàn toàn. Thì có lẽ nào động cơ hơi nước lại được lên ngôi, mọi người chắc chắn sẽ cưỡi ngựa nhiều hơn đấy. 6. Không có điện, máy tính không hoạt động, chúng ta quay lại lưu trữ các tài liệu bằng cách ghi chép lên giấy. Nghe thôi đã thấy hơi nản phải không nào? 7. Về mặt tích cực thì có lẽ thế giới sẽ giảm về mức độ ô nhiễm một cách đáng kể. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ theo hướng ngược lại. Điều này sẽ khó trở thành hiện thực, bởi vì sự tồn tại của mặt trời một cách hợp lý thì trái đất vẫn luôn luôn có điện. Còn giả sử nếu như trong tình huống trái đất không còn sản sinh ra điện năng nữa, thì có lẽ là lúc đó con người ta sẽ không còn sử dụng loại năng lượng này nữa rồi. Và điều cuối cùng, thật bất ngờ là trái đất thì không sản sinh ra điện, mà điện được tạo ra do con người. Do đó nếu như mất điện thì tức là không còn con người nữa. Còn bạn, bạn nghĩ sao về giả thiết này? Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website,